Cảm ơn nhiều. Hôm nay quý vị ơi, là quý vị thường thường ăn mặn, chơi nhạc mặn. Hôm nay quý vị thưởng thức một bản nhạc chay nha. Nhạc chay là từ San Francisco, sư là Du Tăng Thích Minh Tánh, sư là Missionary, sư là International National Traveling Missionary Buddhisma, phải đi khắp các nơi trên thế giới ấy. Quý vị bấm vô YouTube ấy, Du Tăng Thích Minh Tánh, sư có thể nói tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Đạo. A Di Đà Phật. Bây giờ cái chuyện lộn xộn á là ở ngoài đi lô Sài Gòn, mình có nên đi chùa không quý vị? Đây nè, đi đến chùa. Bữa nay em có lại cộng đồng một chủ nhật đó bà con, thì thấy bà con đông chơi đông lắm bà con, ở cộng đồng một ở đường Stanford với lại Rockhurst, thì bà con nào không hiên cầm luôn chị, thay cầm luôn gặp thầy Du Tăng Thích Minh Tánh lại hát đó bà con. Có mục sư Alexander Quỳnh. Dạ, cảm ơn anh. Một đóa hoa vàng. Dạ. Yeah. Rồi một đóa hoa đỏ thầy nhận luôn. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Yeah. Thì hôm nay dạ quý vị sẽ nghe một bản nhạc chay. Á, thầy có thể hát nhạc Mỹ, nhạc Việt và nhạc Tàu luôn. Chính thầy coi như là pháp phổ nhạc nha. Pháp phổ nhạc chay. Dạ, thầy phổ nhạc luôn. Dạ, thầy là ai ạ? Thầy là Du Tăng Thích Minh Tánh. Vậy đó. Giờ nào, thầy nói vài điều nha. Thầy nói chỉ có 3 điều thôi thành công trong thiên hạ. Đó, nếu mà ai làm được 3 điều này sẽ thành công thiên hạ và sẽ tu thành Phật. First, control your thought with your thing. Second, control your work what you say. And third, control your action what you do. Why? Because the action will affect your life. Karma, what goes around comes around. So you sow, sell, you reap what you sow. If you don't believe me, look at it again. You smile your reflection, you smile back. You're angry, you will angry back. So you are what you do, you are what you think will come to you. A Di Đà Phật. Xôn xọc thì cũng được. Phật dạy Phật Đà bao nhiêu năm.
này nhớ ghi hẳn theo phải thành tâm. Phật dạy cho thế giới hòa bình, Phật dạy con phát tâm từ bi, thương chúng sanh đoàn viên mau bước đi về nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.